Đây là đại cụ mẫu của con. Được rồi, được rồi, không cần đâu. Đây là nhị cụ mẫu của con. Thôi được rồi, được rồi. Đây là thê tử của Châu đại ca, quá cô của con, Châu đại tẩu tẩu. Mau mau đi mời các tiểu thư đến. Hôm nay có khách phương xa. Dạ, lão thái thái. Hôm nay không cần phải đi học nữa. phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Giả mẫu nhìn thấy thân thể gương mặt của Đại Ngọc, tuy mỏng manh yếu ớt nhưng lại có một phong thái yểu điệu yêu kiều, liền biết được cô có bệnh từ nhỏ. Nhưng mà không biết thường uống thuốc gì, sao lại không lo chữa cho hết vậy? Con xưa nay đều như vậy cả. Từ lúc con biết ăn cơm thì đã uống thuốc, đến bây giờ cũng chưa từng ngưng thuốc. Năm đó lúc con được 3 tuổi, nghe nói có một ông hòa thượng tới, nói muốn đưa con đi xuất gia. Cha mẹ con kiên quyết không chịu. Hòa thượng nói nếu đã như vậy thì bệnh của con sẽ không bao giờ khỏe lại nữa. Nếu muốn có ngày khỏi bệnh, trừ phi từ nay về sau không được nghe tiếng khóc. Ngoài cha mẹ con ra, hễ có người thân hay người lạ khác họ đều không được gặp. May ra đời này sẽ được bình yên. Ông ấy cứ nói suốt những lời điên điên khùng khùng như vậy. Đến nay con vẫn dùng nhân sâm dưỡng vinh quang. Tốt lắm. Ở chỗ ta đang phối hoàng dược, ta bảo họ phối thêm một liều là được rồi. Lại thái thái, họ đã tới rồi. Lão Tổ Tông, chúng con đến thỉnh ăn người. Thỉnh ăn Lão Tổ Tông. Đây chính là Ngân Xuân tỷ tỷ, còn đây là Tham Xuân muội muội, còn đây là Tích Xuân muội muội. Con tới hơi muộn, chưa từng tiếp khách phương xa. Lão Tổ Tông, khách ở đâu vậy chứ? Trong lòng Đại Ngọc khó chịu. Những người này ai ai cũng đều khép nép lễ độ, cung kính nghiêm chỉnh. Trời ơi, còn người này là ai, vô lễ tùy tiện như vậy? Con không biết nó đâu. Nó là người nổi tiếng ở chỗ của chúng ta, là đứa Sa Cơ Phá Phách. Cá tính gọi nó là Chu Hoa đó. Con cứ gọi nó là Phượng Chu Hoa là được rồi. Lão Tổ Tông, đây là Lý Tổ Tổ. Đại Ngọc tuy không biết, cũng chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến con trai cậu lớn Giả Xá là Giả Liễn đã cưới nội điệt nữ của Dương thị cựu mẫu. Từ nhỏ đã được giáo dục như con trai, học danh Dương Hy Phượng. Bé kiến Tẩu Tẩu. Mùi mùi, trên đời này lại có một người xinh xắn như vậy sao chứ? Hôm nay tỷ được nhìn thấy rồi. Hơn nữa, phong thái trên người của muội muội thật không giống là cháu ngoại của Lão Tổ Tông, mà là đứa cháu nội chính tông đó. Thảo nào Lão Tổ Tông ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại, không lúc nào quên hết. Trời ơi, chỉ tội nghiệp cho muội muội này màng khổ. Sao mà cô lại ra đi như vậy chứ? Ta đang yên lành, còn lại đến chọc ta. Muội muội con đường xa đến đây, sức khỏe lại yếu, vừa vỗ nó nín rồi, bây giờ con lại nói những lời này. Dạ phải rồi, con vừa gặp được muội muội thì đặt hết trái tim vào đó, vừa cảm thấy thích vừa thấy đau lòng là quên đi Lão Tổ Tông. Đáng đánh, đáng đánh.
Mùi mùi bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng từng đi học. Hiện đang uống thuốc gì? Sống ở đây á, đừng có nhớ nhà nha. Mùi muốn ăn thứ gì, muốn chơi cái gì, cái việc nói với tổ. Nhà hoàng mama làm không tốt, cũng có việc nói với tổ nha. Coi mùi kìa. Khi trà quả đã tan, Giả Mẫu sai hai mama dẫn Đại Ngọc đi bái kiến nhị vị cừu cừu. Cậu lớn Giả Xá thoái thác rằng sức khỏe vốn không tốt, khi gặp mặt nhau cả hai đều đau lòng, tạm thời khoan hãy gặp mặt. Sau đó Đại Ngọc lại được đưa đến dinh phủ, bước vào căn phòng nhỏ ba gian ở phía đông Dinh Hy Đường. Ngồi đi. Thái thái, đây là y phục mới may của Bảo Nhị Gia. Để ở đây đi. Dạ. Mau, ngồi bên cạnh ta. Cụ cụ con hôm nay đang trong chai giới, sẽ gặp sao? Chỉ là có một câu muốn dặn dò con. Ba tỷ muội này của con ai cũng rất tốt, sau này cùng học một chỗ, viết chữ, học thêu thùa, hoặc là lúc chơi đùa đều phải nhường nhịn. Nhưng có một điều khiến cho ta không yên tâm nhất. Ta có một đứa con trai tai họa, là ma dương chuyển thế của nhà này. Hôm nay đi lên miếu cầu nguyện rồi, vẫn chưa về đến. Buổi tối hôm nay con gặp sẽ rõ. Sau này con cứ đừng để ý nó. Mấy tỷ muội của con cũng không ai dám chọc tới nó. Đại Ngọc cũng thường nghe mẫu thân nhắc đến nhị cụ mẫu có sinh ra một biểu huynh là người ngậm ngọc chào đời, ngang ngược vô cùng, rất ghét học hành, thích nhất là những trò con gái. Ngoài tổ mẫu lại vô cùng yêu thương, không ai dám quản. Nghe thấy Dương phu nhân nói như vậy, biết ngay người đang được nói là biểu huynh này. Hôm nay con đến, dĩ nhiên chỉ ở cùng với các tỷ muội. Các huynh đệ khác đương nhiên ở khu viên khác, lý nào lại chọc đến huynh ấy? Tại con không biết nguyên nhân, nó không giống người khác. Từ nhỏ được lão thái thái yêu thương, được nuông chiều cùng một nơi với mấy tỷ muội khác quen rồi. Nếu các tỷ muội hôm nào bỏ mặt nó thì nó còn yên tĩnh chút. Mặc dù nó không nói, nhưng mà ra khỏi cánh cửa, lúc khuất mắt liền đem mấy đứa nhỏ ra trút giận. Cứ vậy một lát là thôi. Nếu ngày nào đó các tỷ muội nói với nó thêm một câu, lòng nó mà vui lên, là sinh ra thêm bao nhiêu là chuyện. Vì vậy ta dặn con, mặc kệ nó. Cái miệng nó, lúc có thì lời nói ngọt ngào, lúc có thì không nói công rằng, lúc thì lại điên điên dại dại. Con đừng tin nó. Thái thái, lão thái thái cho gọi dùng cơm tối rồi. Ờ. Mau, qua đây ngồi đi. Lúc dùng cơm, Giả Mẫu gọi Đại Ngọc là khách, bảo cô ngồi ở bên cạnh mình, lại cho Dương phu nhân và ba cô tiểu các thư ngồi ở chung quanh. Hai cô Lý Hoàng và Phượng Tỷ thì đứng ở bên cạnh. Con dâu và nha hoàn hầu hạ bên ngoài tuy nhiều, nhưng một tiếng ho cũng không nghe thấy. Khi dùng cơm xong, đều có các nha hoàn dâng trà lên. Đại Ngọc hôm nay thấy ở đây có rất nhiều chuyện, không giống ở nhà mình, không thể không theo họ, sửa đổi từng chút một.
Các con đi đi. Dạ. Dạ. Để ta nói chuyện tự nhiên. Bảo Nhi gia về rồi. Đâu? Là Bảo Ngọc về rồi đó hả? Đâu? Ở đâu vậy? Đi coi thử đi. Đi xem thử đi. Bảo ca về rồi. Bảo ca về rồi hả? Là tổ tông. Bảo ca đi gặp mẹ con đến thỉnh an người. Phải đó, mau đi gặp. Bảo ca về rồi. Thật là kỳ lạ, giống như từng gặp ở đâu rồi. Sao lại quen mặt đến vậy? Bảo Ngọc đến rồi. Con khách lạ, chưa gặp thì cởi áo ngoài. Con không đi gặp muội muội con sao? Vì muội muội này con đã từng gặp rồi. Nó lại bắt đầu nói bậy nữa rồi. Con từng gặp nó khi nào vậy hả? Tuy con chưa từng gặp muội ấy, nhưng mà lòng con nhìn gương mặt này giống như đã quen rất lâu. Hôm nay chỉ là ngày được trùng phùng, cũng có gì mà không được. Càng tốt, càng tốt. Nếu là vậy thì càng hòa thuận hơn. Muội muội chắc đã từng đi học hả? Chưa từng học, chỉ học được một năm, cũng chỉ biết được vài chữ. Tôn tánh của muội muội là những chữ nào? Đại Ngọc. Ờ, vậy biểu tự là gì? Không có. Huynh tặng muội muội một chữ hay nha. Hay là hai chữ tần tần, rất hay đó. Bảo ca ca, hai chữ này từ đâu mà có vậy? Người đời xưa nay khi thi thường nói Tây phương có đá tên Đại, thay thế bút mực dẻ mày. Huống chi muội muội mày nhọn như câu, dùng hai chữ này đặt tên chẳng phải rất hay sao? Chỉ e là do đệ tự sáng tác ra. Ngoài nghĩ thư ra, người tự sáng tác có quá nhiều, tỷ làm như là có mình đệ vậy. Người xem nó kìa. Nhưng mà có ngọc không? Muội không có cái đó. Dạ lại, ngọc đó là một vật rất hiếm, sao người nào cũng có được. Gì mà vật hiếm, người cao hay thấp cũng không biết, còn nói gì mà thông linh nữa. Huynh cũng không cần cái này. Mau tìm đi, mau đi tìm đi. Tìm đi, mau đi tìm đi. Ngọc đâu? Ở đây nè. Ngọc đâu rồi? Má đi tìm đi. Má lên. Tìm má. Các con đi tìm má lên. Ở đây lên. Trời ơi, ở đâu rồi? Ở đâu rồi? Ở đây nè, lão thái thái. Ê, nghiệp chướng. Con tức giận, đánh mắng người thì dễ, tại sao lại quăng cái mạng sống của mình? Các tỷ muội trong nhà đều không có, chỉ con có. Con đã chán rồi. Hôm nay có một muội muội giống như thần tiên đến, cũng không có. Đủ biết cái này chẳng có gì hay. Hay, muội muội của con cũng có một miếng như vậy. Bởi vì cô của con lúc ra đi không nỡ xa muội muội, nên đã mang miếng ngọc đó đi theo luôn rồi. Một là xem như vật tuẫn tang, tận lòng hiếu thảo của muội muội. Hai là linh hồn của cô con có thể nhìn thấy ngọc như thấy con gái vậy, cho nên nó đành nói không có cái này, không thể tự mình tỏ ý khoa trương. Con làm sao sánh bằng nó hả? Cũng không dễ có, thận trọng mà giữ. Coi chừng mẹ con biết được nghe chưa hả? Dạ, người bị đánh chết là chủ nhân của tiểu nhân vì hôm đó đã mua một nha hoàn, không ngờ tên lừa gạt lại đem bán nữa. Tên què này đã lấy ngân lượng của nhà tôi trước. Lúc đầu chủ nhân nhà tôi nói ngày thứ ba chính là ngày tốt mới đón vào nhà.
tên lừa gạt này lại âm thầm bán người cho Tiết gia. Lại nói đến Giả Vũ Thu, hôm đó cùng Đại Ngọc đi đến kinh thành, Giả Chính đọc được lá thư của em rể, bèn ra sức giúp đỡ. Đến ngày khởi tấu, ông phục chức một cách nhẹ nhàng. Cho đến khi chết, không đầy hai tháng, Kim Lăng Ứng Thiên Phủ đang trống, bèn cho ông lấp chỗ. Chút tung tích chỉ còn lại có mấy người ở ngoài cuộc. Tiểu nhân đã khởi kiện cả một năm vẫn không có ai làm chủ hết, mong đại lão gia bắt giữ hung thủ, trừ gian diệt ác để cứu cô quả. Người chết cảm tạ ơn này mãi mãi không quên. Sao lại có chuyện quan đường như vậy? Đánh chết người ta rồi bỏ trốn mất mà còn không bắt về được. Người đâu? Bãi đường. Lão già trước này thăng quan tấn lộc, 8-9 năm đã quên mất tiểu nhân. Đúng là nhìn thấy rất quen mặt, chỉ là nhất thời ta không thể nhớ ra được. Lão già đúng là quý nhân quên nhiều chuyện, lại quên luôn cả cái nơi xuất thân. Không nhớ năm xưa chuyện xảy ra ở miếu Hồ Lô, vốn dĩ là tiểu hòa thượng. Ồ, thì ra là cố nhân sao? Nhưng không biết khi đó tôi vội vàng đi khỏi ngôi miếu, tiểu sư phụ sao lại đi tới nơi này vậy? Sau khi miếu xảy ra hỏa hoạn, tiểu nhân không có chỗ an thân, vốn định đi tới miếu khác tiếp tục tu hành. Nhưng mà không nhịn được cảnh sắc tươi mát bên ngoài, vì nghĩ vụ làm ăn này cũng nhẹ nhàng náo nhiệt, bèn nhân lúc trẻ để lại đầu tóc trở về tục duyên. Đã đến phòng riêng, cứ việc nói rõ. Lúc nãy, tại sao lại ngăn cản ta ra lệnh vậy? Lão gia đã làm quan tỉnh này, chẳng lẽ không xem qua một lá bùa hộ quan của tỉnh ta? Bùa hộ quan là gì? Sao ta không biết? Vậy sao mà được chứ? Cả cái này cũng không biết, làm sao mà làm lâu dài? Ngày nay, hễ ai làm quan địa phương đều có tờ giấy này. Trên đó ghi lại họ tên, những người quyền thế, những người giàu có nhất tại chính địa phương của họ, tỉnh nào cũng vậy. Nếu như không biết, lỡ như xúc phạm tới mấy hộ nhà này, không chỉ chức quan, chỉ e cái tính mạng cũng không giữ được đâu. Vì vậy gọi là bùa hộ quan. Tiết gia lúc nãy người đó nói, lão già làm sao đụng được. Lúc Vũ Thôn xem, trên đó đều là những câu tục ngữ cửa miệng của những danh gia đại tộc. Dòng tiêu đề còn được viết rất rõ ràng, điều ghi chú phía dưới đều là từ quan tước thủy tổ đến đời sau. Lão già, người xem, giả không giả, bạch ngọc làm già, vàng làm ngựa, cung A Phòng 300 dặm, không chứa đủ họ Sử ở Kim Lăng. Đông Hải thiếu chiếc giường bạch ngọc, Long Dương đến mời Kim Lăng Dương. Năm được mùa tuyết lớn, trân châu như đất, vàng như sắt. Những câu này ý nói tới giả sử Dương Tiết bốn nhà, bốn nhà này liên kết với nhau, một dinh cùng chính, một bãi cùng bãi, che đậy nâng đỡ, tiếp ứng lẫn nhau. Họ Tiết mà hôm nay đánh chết người chính là chữ tuyết trong năm được mùa tuyết lớn. Không chỉ dựa vào ba nhà kia mà thân hữu thế giao trong kinh ngoài kinh đều không ít.
Lão gia, bây giờ bắt ai đây? Nếu nói như ngươi thì làm sao kết thúc vụ án này đây? Chắc là ngươi cũng biết tên hung thủ này hiện đang lẩn trốn ở phương nào rồi, hả? Không giấu gì lão gia, không chỉ phương hướng của hung thủ, tôi còn biết ngay cả tên lừa gạt bán người tôi cũng biết luôn. Hồn ma người chết tôi cũng biết rõ. Lão già, xin nghe tôi từ từ kể người nghe. Cái tên bị đánh chết là con của một hương thân, tên là Phùng Nguyên. Cha mẹ đã mất từ nhỏ, chỉ còn một mình hắn ta nhờ chút tài sản sống qua ngày. Cũng là oan nghiệt kiếp trước, nhưng đúng lúc thấy tên kia bán nha hoàn, hắn đã để ý cô nha hoàn này, có ý muốn cưới về làm thiếp và thề sẽ không cưới người thứ hai. Ai mà ngờ tên này đem bán cho Tiết gia nữa, ý muốn lấy tiền của hai nhà chạy ra tỉnh khác. Nhưng không ngờ không thể chạy thoát, hai nhà bắt được, đánh thừa sống thiếu chết. Hai nhà này không cần ngân lượng, chỉ muốn lấy người. Tiết công tử đó đâu biết nhường ai, cho thuộc hạ ra tay đánh Phùng công tử bầm dập rồi khiêng về nhà. 3 ngày thì chết. Lão gia, người có biết cô gái bị bán đó là ai không? Làm sao tao biết được? Nếu tính ra cũng là ân nhân của lão gia. Sao nói vậy? Cô gái ấy là con gái của chân lão gia, sống bên miếu hồ luôn, tên là Anh Liên. Thì ra chính là nó. Ta nghe nói con bé này khi được 5 tuổi thì bị bắt cóc, nhưng tại sao tới bây giờ mới bị bán chứ? Bọn bắt cóc này, bọn chúng chuyên bắt con gái khoảng 5-6 tuổi, tìm nơi quan vắng để nuôi dưỡng, đợi 12-13 ra dáng thiếu nữ rồi mới đem đi bán chỗ khác. Anh Liên năm đó chúng tôi thường chơi đùa với nó mỗi ngày, tuy đã cách 7-8 năm, dáng vẻ cũng đã có hơi đầy đặn một chút, nhưng dung mạo cơ bản vẫn không thay đổi, người quen dễ nhận. Hơn nữa ở giữa chân mày còn có nốt ruồi son cỡ bằng hạt gạo, từ khi mới chào đời đã có sẵn rồi. Vì vậy tôi đã nhận ra đúng là tên bắt cóc này thuê nhà của tôi ở. Hôm đó tên này không có nhà, tôi cũng từng hỏi nó, nó bị tên kia đánh tới phát sợ, hỏi không dám nói, chỉ nói tên đó là cha ruột nó, vì không tiền trả nợ cho nên mới bán nó. Tôi cứ liên tục dỗ ngọt, nó lại khóc lên, nói mũi không nhớ chuyện hồi nhỏ. Chuyện này cũng có lý. Hôm đó Phùng công tử tới xem rồi đưa ngân lượng, tên bán bị say, tự than là hôm nay tội nghiệp thật là đầy. Lại nghe thấy Phùng công tử nói sau 3 ngày nữa sẽ tới đón, nó lại chuyển sang thái độ u sầu. Tôi không nỡ nhìn thấy cảnh này, đợi tên kia ra ngoài tôi nói với vợ tới giải thích cho nó trước. Phùng công tử này nhất định chọn một ngày tốt để đón muội, nhất định sẽ không đối xử với muội như nha hoàn. Huống hồ Phùng công tử là một người rất đa tình, gia cảnh tương đối giàu có, tương lai không nghĩ cũng biết, cần gì u sầu. Nghe nói như vậy nó mới thôi đi u sầu, tự nhủ sau này sẽ tốt. Ai ngờ trên đời có chuyện không như ý tới vậy. Ngày hôm sau tên kia lại bán cho Thiết gia. Nếu bán cho người khác còn được, cái tên Thiết công tử này người người đều gọi là bá dương ngốc, nổi tiếng nhất là lộng hành kiêu căng bá đạo, lại còn dung tiền như nước, đánh cho tan tác tả tơi, chân tay thô bạo, lôi Anh Liên đi mất, đến nay không biết sống chết. Phùng công tử này bị trận mừng hụt, chưa bỏ ý định, lại bỏ tiền ra rồi nộp mạng, biết than sao đây. Đây cũng là nghiệp chướng của họ, không phải ngẫu nhiên mà gặp. Tiết gia này giàu có hơn Phùng gia, Thiết nghĩ người này chắc có thê thiếp rất nhiều, buông thả vô độ, không chắc bằng Phùng Uyên, chỉ đặt tình vào một người. Đây chính là mối tình mộng ảo dành cho một đôi nam nữ bạc mệnh. Khoan bàn về chuyện này đã.
chỉ lo vụ án hôm nay nên làm sao xử lý mới được đây. Tiểu nhân nghe nói lão gia có thể bổ nhiệm chức này cũng là nhờ sức của Dương phủ Giả Phu. Tiết Bàn này lại là cháu họ Giả, sao lão gia không xuôi theo dòng nước, thể hiện chút tình để kết thúc vụ án này? Sau này cũng dễ gặp Giả phủ, Dương phủ. Lời ngươi nói đương nhiên là đúng, chỉ là liên quan mạng người. Nhờ Long Ân Hoàng thượng cho được phục chức, thật là có công tái sinh. Đây là lúc phải dốc hết lòng báo quốc, sao lại vì tư mà phạm pháp? Là điều ta thật không thể nhịn được. Lời của lão gia sao không phải là đạo lý cho được, nhưng thế gian ngày nay thì không áp dụng được. Người xưa đã nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, lại nói kẻ tránh giữ hướng lành là quân tử. Theo như lời lão gia nói, chẳng những không báo đáp triều đình mà còn khó giữ lấy thân. Vẫn mong lão gia suy xét cho thật kỹ. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Nguyên Hung dĩ nhiên không bị bắt về, ngày mai lão gia chỉ việc lên công đường bài trò lên đồng, viết chữ cầu thần để cho quân dân có thể tới xem. Lão gia cứ nói bề trên đã phán Phùng Quyên và Tiết Bàn thù nghiệt gặp nhau, vậy được kết thúc. Lão gia giờ nói là Tiết Bàn nay đã mắc bệnh lạ mà chết, bị linh hồn của Phùng Quyên tới đòi mạng. Quà này đều cho tên buôn người mà ra. Tiểu nhân âm thầm dặn tên buôn người, lệnh cho hắn khai thật. Dám bán một người, người cho hai chú, đền 1.000 cũng được, 500 cũng được, tội không thể tha. Để cho Phùng gia làm phí lo tang lễ. Lối ra Phùng ngoài gia cho ta. Này cũng là người chẳng ra làm sao, chỉ cần có tiền cũng sẽ không nói gì. Đúng là thanh thiên đại lão gia. Tạ đại lão gia. Vũ Thôn kết thúc vụ án này, vội vàng mãi viết hai bức thư cho Giả Chính và kinh doanh tiết độ sứ Dương Tử Đằng, nói chuyện của Lệnh Điệt đã kết thúc, không cần lo nghĩ. Vũ Thôn lại sợ tên lính này nói ra chuyện thấp hèn hôm đó, vì vậy trong lòng vô cùng không vui. Cuối cùng đã tìm ra được cái tội, lưu đày hắn đi thật xa cho yên tâm. Lại nói tên Tiết Bàn mua Anh Liên cũng là người đã đánh chết Phùng Nguyên Phùng công tử, là người lãnh tiền trong ngân khố mua hàng hóa cho hoàng thượng. Mẹ của hắn là chị em cùng một mẹ sinh ra của Dương thị phu nhân Giả Chính của Dinh Quốc phủ. Hiện có một em gái nhỏ hơn 2 tuổi tên là Bảo Thoa. Nghe nói kinh đô là vùng đất phồn hoa bậc nhất, hắn bèn mượn cớ đưa em gái vào cung theo hầu các công chúa quận chúa đi học để có chức tước, tán thiện tài nhân. Được vào kinh vui chơi, hắn coi mạng người và diệt quan như trò đùa, cứ tưởng bỏ ra vài đồng tiền bẩn thì là xong cả. Muội muội, tỷ tỷ, muội muội lâu nay vẫn khỏe chứ? Đây là Bảo Thoa, đây là Bàn Nhi. Mau vào trong ngồi đi ha. Phượng gia đầu có chất giả không? Mau vào trong. Thái thái, lão gia sai người đến nhắn lại là vị thái thái này cũng đã có tuổi, các cháu còn trẻ chưa biết chuyện, sống bên ngoài em sẽ có người sinh sự. Ở Lê Hương Diện góc đông bắc nhà ta có một gian phòng hiện còn đang trống, quét dọn xong mời vị thái thái với tiểu thư và công tử đến ở. Lão thái thái cũng đã cho người nhắn lời là mời vị thái thái hãy ở lại nơi này, mọi người dễ thân thiết hơn. Tỷ vẫn chưa kịp giữ muội lại, lão thái thái đã lên tiếng trước rồi. Thì ra Lê Hương Viện này là nơi năm xưa Vinh Công tịnh dưỡng lúc tuổi già, nhỏ nhắn tươm tất, có khoảng hơn 10 căn phòng. Tiền đình hậu xá có đủ, tây nam có một góc cửa chính là phía đông của chính phòng Dương phu nhân, lại có cửa khác nhìn ra phố, có thể ra vào tùy ý. Vì vậy ý định đến chỗ khác ở dần dần tan biến. Ở đây nè. Đừng chạy mà. Nói về Lâm Đại Ngọc, từ sau khi đến Dinh phủ, Giả mẫu vô cùng thương yêu, ăn uống ngủ nghỉ đều như Bảo Ngọc. Ngân Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, ba cháu gái nội cũng không bằng cô.
Còn Bảo Ngọc ở giữa các tỷ muội, xem tỷ muội huynh đệ đều giống như nhau. Trong đó vì cùng Đại Ngọc sống chung một nơi với Giả Mẫu, ngày thì cùng đi cùng ngồi, đêm thì cùng ngủ cùng nghỉ, thật là ngôn hòa ý thuận, không xích mích gì. Đi nè, đi nè. Còn tỷ tỷ này Quỳnh chắc chắn không đoán ra. Đây là Bảo tỷ tỷ mới vừa dọn tới. Không ngờ bây giờ đột nhiên có thêm một tiết Bảo Thoa. Tuổi tác tuy không lớn hơn nhiều, nhưng phẩm hành đoan chính, phong thái cởi mở, an phận thủ thường, không như Đại Ngọc kiêu ngạo tự phụ, không màng kẻ dưới. Vì vậy trong lòng Đại Ngọc có phần bất bình không yên. Bảo Thoa thì mặc nhiên như không. Vì hoa viên phía đông Ninh Phủ hoa mai nở rộ, vợ của Giả Trân Du Thị đã mở tiệc rượu. Giả Mẫu đợi sau khi ăn sáng sẽ qua du ngoạn ở hội phương viên, trước trà sau rượu, chẳng qua đều là hai phủ Ninh Vinh nữ quyến gia yến tụ họp. Con dâu như con thật tốt, ở đây rất ổn thỏa. Ta thấy con sau này sẽ càng bớt đi lo lắng. Lão tổ tông, mời người dùng thiện. Lão tổ tông, mời người. Bảo Ngọc, mau mời nhị chị thái thái. Thái thái xin mời. Lão tổ tông xin mời. Lão tổ tông uống nhiều một chút. Thái thái xin mời. Được. Thái thái mà. Được. Nó còn nhỏ, lão già không thích huynh đệ nó uống rượu lung tung. Cứ rót cho tôi một chút đi mà. Để Báo Thúc cũng uống một chút nha. Hôm nay ngắm hoa cũng là nể tình con. Ta làm chủ khai giới, chỉ nếm một ngụm. Cảm ơn lão tổ tông. Lão thái thái chuộng hư nó rồi. Thái. Được. Mời lão thái thái. Mời thái thái, mời. Bảo huynh đệ, mời. Uống từ từ thôi. Bảo Thúc chắc là mệt rồi. Làm gì mà mệt chứ. Ngọc Nhi chắc là sai rồi. Con nói không dám cho nó uống rượu mà. Con chỉ buồn ngủ, con xin cáo lỗi với lại lão tổ tông. Con muốn đi ngủ trưa một giấc. Cũng được. Mọi người sẽ ở đây uống rượu, con ở đây cũng buồn lắm đó. Vậy con xin dẫn Bảo Thúc đi. Ta thấy con đi theo cháu dâu của con, nghỉ một lát rồi về. Bảo Thúc đi theo tôi. Sau đó Tần Thị dẫn Bảo Ngọc đến nhà trên. Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy một bức họa khuyên người khổ công ăn học, với lại câu đối hiểu thấu thế sự là học vấn, hiểu đời nhân tình tức văn chương, liền khăng khăng không chịu ở đây. Vậy là Tần Thị liền đưa Bảo Ngọc đi về phòng của mình. Ôi trời, làm gì có Thúc Thúc nào đến phòng cháu dâu mà ngủ nghỉ. Trời ơi, có gì mà lo. Thúc ấy có bao lớn đâu mà kiêng kỵ việc này chứ. Bảo Thúc, mời bên này.
thơm quá. Bảo Ngọc nhìn lên trên vách là một bức họa của Đường Bá Hổ, bức Hải Đường Ngũ Xuân. Hai bên có câu đối do học sĩ Tần Thái Hư đời Tống viết: xuân lạnh nhẹ nhẹ ru giấc mộng, rượu thơm thoang thoảng hóa người say. Trên chiếc bàn ở phía dưới có để bảo gương dùng riêng trong phòng của Võ Tắc Thiên, bên kia thì đặt mâm vàng mà Triệu Phi Yến từng đứng lên múa. Trên mâm chất đầy loại dưa An Lộc Sơn từng ném làm đau ngực Dương Quý Phi. Ở đây tốt quá. Phòng này của tôi e là thần tiên cũng ở được nữa. Vậy chúng ta hãy ngủ ở đây đi. Phía trên còn có đặt một chiếc giường nhỏ. Thọ Dương công chúa từng nằm ở điện Hàm Dương. Trước giường là chiếc rèm trân châu do A Xương công chúa làm. Ra ngoài hiên ngồi trông chừng mấy con chó con mèo đó. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Thần tiên tỷ tỷ, không biết từ đâu đến đây, bây giờ lại muốn đi đâu? Cũng không biết chỗ này là chỗ nào, mong tỷ dẫn tôi theo cùng. Nơi đây là trên Ly Hận Thiên, ở trong quán Sầu Hải, nằm ở Phóng Xuân Sơn Khiển Hương Động, Thái Hư Ảo Cảnh, là cảnh ảo tiên cô. Thì ra là cảnh ảo tỷ tỷ. Ta cai quản nợ tình trăng gió nhân gian, ta nắm giữ nữ quán nam si. Vì gần đây quan nghiệt phong lưu quanh quẩn ở chỗ này, nay ta đến đây để quan sát cơ hội gieo rắc tương tư. Thế nào là gieo rắc tương tư? Hôm nay ta đã gặp được cậu, không phải là tình cờ. Nơi này cách chỗ ta không xa, gần đây đúng lúc có 12 tiên khúc Hồng Lâu Mộng mới phổ. Có muốn đi với ta không? Thank you.
交心，好意思。